Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ thứ bảy ngày 22 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 4, gần 200 cán bộ quản lý nhân viên trực tiếp chế biến phục vụ tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn huyện Bát Sát đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được tiếp thu hệ thống các văn bản quy định của nhà nước về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trường học, cung cấp các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, kiến thức, kỹ năng trong việc lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm, quy trình vệ sinh chế biến thực phẩm, 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn, cách nhận biết ngộ độc thực phẩm, biện pháp phòng chống và xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm. Buổi tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ phụ trách công tác bán trú, nhân viên các bếp ăn tập thể trong các trường học nhằm hạn chế tối đa xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Sở Nội vụ cũng vừa phối hợp với VNPT Lào Cai tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn thị xã Sapa. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm như quản lý tổ chức, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý hồ sơ nghiệp vụ, lương, phụ cấp, biên chế, hợp đồng, thực hành nhập liệu hồ sơ, báo cáo trên phần mềm, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, khai thác, sử dụng các chức năng của phần mềm. Qua buổi tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức có thêm kiến thức kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ tại đơn vị đang công tác, góp phần số hóa thu nhập hồ sơ cán bộ công chức viên chức, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, Đại hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành, diễn ra nghiêm túc, chất lượng, xác định được nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Đại hội đang tạo khí thế sôi nổi, động viên nông dân toàn tỉnh thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no. Đây là Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Bát Sát lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028, được tổ chức vào trung tuần tháng 3. Ban chấp hành khóa mới được bầu gồm 14 người, đều là cán bộ trẻ. Địa phương kỳ vọng đội ngũ này sẽ tạo khí thế mới, tập hợp đông đảo hội viên, thúc đẩy công tác hội và phong trào nông dân phát triển. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Hội Nông dân huyện cho nhân sự ở cơ sở nhiệm kỳ mới. Việc đổi mới cái công tác nhân sự thì chúng tôi lựa chọn này. Về những trường hợp mà có trình độ là đại học này, về chuyên môn và chính trị, lý luận phải có trung cấp và có cái năng lực chuyên môn ở cơ sở là về công tác tuyên truyền vận động. Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, các cấp hội nông dân cơ sở xây dựng và xác định được những mục tiêu trọng tâm, đột phá trong công tác xã hội và phong trào nông dân, trong đó coi nông dân là chủ thể, trung tâm phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đối với về cái phần là thành lập các mô hình tổ hội nghề nghiệp thì sẽ cố gắng phấn đấu trong nhiệm kỳ là thành lập 2 tổ hội nghề nghiệp mới trở lên. Và mỗi một năm thì sẽ thành lập được một mô hình phần việc của theo chương trình công tác hội nông dân. Thì trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu đại hội đặt ra đó là mỗi một năm sẽ phấn đấu tăng từ 3 đến 5 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Theo lịch kế hoạch đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, cấp cơ sở hoàn thành trong quý 1, cấp huyện hoàn thành trong quý 2 và Đại hội Nông dân cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2023. Đến nay, 152 trên 152 hội nông dân cấp cơ sở đã tổ chức thành công đại hội. Đến tháng 1 năm 23 thì 205 chi hội cấp chi đã tổ chức xong và hết tháng 3 thì 17 xã thị trấn cũng đã tổ chức đại hội thành công. Đúng theo bầu ra được 223 ban chấp hành và đúng với cơ cấu mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã phê duyệt. Xác định đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiện công tác tuyên truyền cho đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố và đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh đang được các cấp hội đẩy mạnh, qua đó tạo thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền để nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 sớm đi vào cuộc sống. Tại huyện Văn Bàn đã diễn ra hội thảo khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS và nạn buôn bán người. Hội thảo đã triển khai các nội dung giới thiệu về dịch HIV/AIDS, nạn buôn bán người trên thế giới, Việt Nam và tại địa phương, chương trình can thiệp hiện hành và mục tiêu đến năm 2030,
giới thiệu chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về HIV/AIDS và buôn bán người, gồm dự thảo kế hoạch, nhóm hỗ trợ kỹ thuật, thành phần, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị tham gia. Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về HIV/AIDS và buôn bán người thực hiện ở 32 xã thuộc 7 huyện của các tỉnh Lai Châu, Yên Bái và Lào Cai nhằm nâng cao nhận thức của địa phương về phòng chống HIV/AIDS và buôn bán người. Ngày 21 tháng 4, tức ngày mùng 2 tháng 3 năm Quý Mão, tại Đền Mẫu, Ban Quản lý Di tích thành phố Lào Cai tổ chức chương trình Khánh tiệc Đức Thanh Mẫu, Đền Mẫu Lào Cai năm 2023. Lễ tế dân gian được tổ chức long trọng theo đúng nghi thức. Đội tế nam, đội tế nữ thực hiện các nghi lễ truyền thống. Với tấm lòng thành kính, nhiều người dân du khách đã cùng dâng hương thờ mẫu Liễu Hạnh, chứng kiến màn tế lễ truyền thống uy nghiêm. Cũng trong chương trình, câu lạc bộ bảo tồn thực hành tín ngưỡng đạo mẫu tỉnh Lào Cai đã giới thiệu về nghi thức hầu thánh và trình diễn khăn trầu, áo ngự trong nghi lễ hầu đồng. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình hành động quốc gia về bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời cũng là dịp để người dân du khách được tìm hiểu, chiêm ngưỡng bộ trang phục cổ xưa trong nghi lễ truyền thống. Trong khuôn khổ hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng năm 2023, tối qua ngày 24 tháng 4, tại Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn Lào Cai đã biểu diễn chương trình nghệ thuật khúc quân ca tự hào. Tham gia hội diễn, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh đã xây dựng chương trình nghệ thuật với chủ đề Khúc quân ca tự hào, gồm các tiết mục múa hát đặc sắc được dàn dựng công phu đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc, đóng góp cho sự thành công của hội diễn. Hội diễn do Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ 28 tỉnh, thành phố. Các đơn vị tham gia hội diễn gồm 3 hình thức ca múa nhạc với chủ đề Tự hào giai điệu Tổ quốc. Lễ bế mạc và trao giải Hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng năm 2023 diễn ra vào tối nay ngày 22 tháng 4. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là những điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Đây là giải pháp được huyện Simacai triển khai, tạo những chuyển biến tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hiện thực hóa nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển vùng cây ăn quả ôn đới tại thôn Lao Trải, xã Quan Hồ Thần, trưởng thôn Tráng Xeo Mua là người gương mẫu đi đầu, làm trước và tuyên truyền, hướng dẫn bà con cùng làm theo. Đến nay, địa phương đã phát triển được trên 300 hectare lê tai nung và mận tả van. Cách làm và sự gương mẫu của anh Mua đã được ghi nhận khi anh là một trong 18 cá nhân được huyện lựa chọn đề nghị ghi danh cấp tỉnh trong học và làm theo Bác. Thì chúng tôi đi mua trước, xong là mang về trồng trước, làm gương mẫu trước, xong làm được cái vườn rồi. Thì bà con nhìn thấy rồi thì lúc đấy là cũng bán có giá. Thì bà con hiện tại thì chúng tôi đi tuyên truyền rồi thì bà con cũng tin tưởng. Thì hiện tại là bà con ai cũng trồng, nhà nào cũng trồng khoảng cũng ít nhất phải khoảng 200 cây trở lên. Không chỉ gương mẫu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, trong xây dựng nông thôn mới, đội ngũ cán bộ, đảng viên tại thôn bản của Simacai đã tích cực phát huy vai trò, sức ảnh hưởng của cá nhân bằng những hành động, việc làm thiết thực, đơn cử như tiêu chí môi trường hay nhà sạch, vườn đẹp. Để thay đổi được thói quen của bà con là không dễ, nên các đảng viên phải nêu gương. Thứ nhất là tự làm gia đình mình sạch sẽ, nhà cửa này phải sạch sẽ. Thứ hai là bác đúa này, đấy, bếp này, các thứ là phải sạch sẽ để cho vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, không bị bệnh tật, các thứ. Thì người dân vào nhà mình thì bảo là ở nhà này sạch sẽ, thế này thế kia thì người dân sẽ tự làm theo. Với những hành động việc làm thiết thực, nêu gương trên tất cả các lĩnh vực, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có hàng trăm cán bộ, đảng viên và nhân dân ở huyện vùng cao Simacai được biểu dương, ghi danh cấp huyện và cơ sở về học và làm theo Bác. Tỉnh đã tặng cho 3 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen. Còn đối với Trung ương thì đã có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Cái nêu gương của các tập thể cá nhân này thì nó sẽ tác động đến công tác thi đua để thực hiện hoàn thành tốt các cái mục tiêu chỉ tiêu của huyện đại hội huyện đảng bộ đã đề ra. Học Bác bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa, việc phát huy vai trò tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên ở Simacai đang tạo sức lan tỏa.
Đây chính là nội lực để đến năm 2025, huyện phấn đấu có 6 trên 9 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Chuyển sang các thông tin trong nước, toàn tỉnh Nam Định hiện có gần 300 hectare lúa bị nhiễm lúa cỏ, trong đó có khoảng 20% diện tích bị mất trắng. Những diện tích bị nhiễm lúa cỏ sẽ cho năng suất thấp và giá bán lúa thương phẩm sẽ giảm. Hiện dịch lúa cỏ đang lây lan nhanh, nếu không được xử lý đúng quy định, dịch lúa cỏ sẽ có nguy cơ bùng phát sang những địa phương chưa bị lây nhiễm và gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp. Cộng với đó, quy trình làm sạch lúa cỏ rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân sau khi nhổ lúa cỏ cần tiêu hủy theo quy định, không được vứt bừa bãi ra đầu bờ hay nguồn nước để tránh lây lan dịch bệnh. Với những diện tích lúa bị nhiễm lúa cỏ từ 70 đến 80%, cần cắt bỏ rồi tiêu hủy để tránh nguồn lây lan. Theo thông tin từ Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, năm nay tỉnh Sơn La được lựa chọn làm gian hàng quốc gia của Việt Nam tham gia hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 20. Đây sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng tới đông đảo bạn bè quốc tế đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc. Hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 năm 2023 với quy mô 2.800 gian hàng. Một trong những nội dung chính của hội chợ là khu gian hàng giới thiệu thành phố tiêu biểu các nước ASEAN với Trung Quốc có chủ đề Thành phố đẹp. Khoa Nội tiết thận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh mới tiếp nhận một bệnh nhân nữ 38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, chẩn đoán sơ bộ viêm tụy cấp. Khi lấy máu ra xét nghiệm có lớp mỡ màu trắng đục như sữa, kết quả cho thấy nồng độ triglycerid trong máu bệnh nhân cao hơn 80 lần chỉ số thông thường. Theo kết quả chụp CT ổ bụng, bệnh nhân bị viêm tụy cấp ở mức trung bình nặng, nếu không kịp xử trí, nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân này cho biết được bạn bè giới thiệu một loại thuốc giảm cân thảo dược rất hiệu quả. Chị đã mua 2 hộp khác nhau với giá 450.000 đồng một hộp, ngày uống 2 viên. Các bác sĩ cảnh báo việc lạm dụng các loại thuốc giảm cân không qua kiểm chứng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng rất cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman hôm qua đã có cuộc điện đàm với quan hệ song phương, cũng như quyết định của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng về việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Trong thông báo đưa ra về cuộc điện đàm, Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ hài lòng về mức độ hợp tác song phương trong việc mang lại ổn định cho thị trường dầu mỏ thế giới. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hồi đầu tháng này, OPEC cộng đã bất ngờ thông báo kế hoạch cắt giảm thêm 1,16 triệu thùng dầu một ngày để đề phòng những bất ổn trên thị trường thế giới. Theo cảnh báo của các nhà khoa học, khí hậu nhiệt độ trung bình trên thế giới có thể đạt mức kỷ lục vào năm 2023 hoặc 2024 do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Niño. Báo cáo của Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernic của Liên minh châu EU nêu rõ, sau 3 năm hiện tượng La Nina diễn ra tại khu vực Thái Bình Dương, thế giới sẽ phải đối mặt với hiện tượng El Niño kể từ cuối năm nay. Trong khi La Nina thường giúp hạ thấp nhiệt độ trung bình toàn cầu, thì El Niño lại làm tăng nhiệt độ bề mặt của các đại dương. Các mô hình khí hậu dự báo hiện tượng El Niño quay trở lại vào cuối mùa hè ở phương Bắc và có thể khiến nhiệt độ trung bình trên thế giới cao hơn năm 2016, năm nóng nhất từng được ghi nhận. Một ngôi nhà cùng các vật dụng hoàn toàn làm bằng rác thải nhựa. Đây là kết quả của một phong trào làm sạch những dòng sông và bãi biển tại Indonesia trong suốt 2 năm nhằm ngăn chặn rác nhựa đổ ra đại dương. Trong 2 tháng qua, nhà hoạt động môi trường Wari Benchiri đã sống trong một ngôi nhà nhỏ rộng 12m2 được làm từ 35.000 túi ni lông có nguồn gốc từ các con sông bị ô nhiễm ở Bali. Không chỉ ngôi nhà mà toàn bộ nội thất và đồ đạc trong nhà cũng được làm bằng cốc nhựa và ống hút phế thải. Trong cùng nỗ lực này, một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Bali cũng nỗ lực không xả rác bằng cách tạo ra đồ đạc và thiết kế riêng bằng rác thải ra từ chính nơi này. Những nỗ lực này đã gây ấn tượng với người dân địa phương và cả khách du lịch khi đến đây.
Mới đây, một nhóm các nhà kỹ sư của Trường Đại học California, Mỹ phát triển thành công một chú robot có khả năng đá bóng. Robot hình người được đặt tên là Artemis, có thể đi bộ và chơi bóng đá điều luyện. Để có thể chuyển động một cách uyển chuyển, các kỹ sư đã trang bị cho robot các bộ chuyển động giống như cơ bắp, đàn hồi và được điều khiển bằng lực. Điều này làm cho nó dễ thích nghi hơn với địa hình không bằng phẳng và phản ứng nhanh hơn với các tác động bên ngoài. Robot cử động nhờ vào năng lượng điện thay vì thủy lực, giúp nó chạy êm hơn, hiệu quả hơn. Nó có thể đi bộ với tốc độ 2,1 m mỗi giây và có thể chơi bóng đá một cách tự động, sử dụng các cảm biến và AI để theo dõi bóng và thực hiện các cú đá. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.